Tính ra em quen chồng em là 6 năm, nhưng mà em phát hiện ra là chồng của em ngoại tình 5 năm. Ôi. Trời ơi, giống như nãy giờ đang coi phim mà có cú twist vậy đó trời. Chồng Dạ. có người tình 5 năm là em không phát hiện ra luôn. Không, tại vì em nghĩ là cái hồi em về Việt Nam á là đã ngoại tình rồi. Có nghĩa Nhưng là mà khi em em có em bé là anh ấy đã có một mối quan hệ khác rồi. Ôi. Trời Tại ơi, chị nó đã lý giải cho tất cả mọi cái sự vô tâm trước đây của anh ấy, lý do vì sao nhắn tin anh kêu anh đang rất bận. Cái hồi mà em quen ảnh 1 năm đó thì em có bầu đúng không? Cái sau đó thì em quyết định là em sẽ đăng ký kết hôn. Kết hôn thì tụi em sống với nhau 3 năm. Cái hồi mà em mới sanh bé được tầm khoảng 6-7 tháng á, là anh bắt đầu đi đi ngày đi đêm luôn. Anh là một cái người không uống rượu này, không hút thuốc này, không đi chơi nhậu nhẹt. Mà tự nhiên cứ đi tới tầm 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, xong 8 giờ sáng mới về. Là cứ cứ dài thời gian nó đi càng lâu hơn đó chị. Thì em cũng có hỏi chuyện, em kêu là ủa làm gì mà bận rồi làm gì mà đi đêm hoài vậy, cái nói em là ở văn phòng có việc, thì em cũng không nói nhiều tại vì anh đã giải thích như vậy rồi, chỉ có hỏi nữa thì cũng vậy thôi. Xong cái hồi Covid đó chị, bên Sinh á là không có được đi thăm họ hàng này kia luôn, là nó cách ly 2 tháng mà anh đi hoài luôn chị, đi đi mà tới trưa ngày hôm sau mới về lận. Nhiều khi em bực mình em muốn gọi công an luôn đó chị, vì không có được đi thăm thân, không có được đi nhà nào khác hết, là anh Lỡ đi mang giải mầm bệnh bệnh về cho cho gì con đó. rồi. Em lúc đấy em cũng đã kiểu nghĩ là mình nghi nghi rồi, nhưng mà em là cái đứa kiểu như là nếu mà không trân trọng em thì thôi, em cũng không có giữ, cho nên là em cũng quyết định là thôi em sẽ chăm con thôi. Còn em có nói chuyện, có hồi mà đi tới 8 giờ sáng là em không ngủ luôn, em ngồi ở sofa em đợi anh về. Thế anh về tới nhà anh nhìn em, xong em kêu là ừ ngồi xuống đi mình cần nói chuyện. Thì em mới hỏi thôi là ủa mà đi đâu mà đi hoài rồi á, có chuyện gì mà cứ đi đêm hoài vậy? Kêu là bạn bị ốm này nọ, bạn bạn bị bạn bị ốm ốm trong mùa mà. Covid đi qua chăm bạn, trời có hiếu với Thì bạn đó, kêu là bạn, quá em kêu là nếu mà cảm thấy còn muốn giữ được mối quan hệ này á thì mình nên cân nhắc lại chứ không thể nào mà đi hoài như vậy được. Thì anh cũng im lặng chị. Im lặng luôn và em vẫn tiếp tục cam chịu vậy. Ừ, thì em cam chịu đó chị. Thì đó em cam chịu hoài luôn. Quá, cam chịu được 5 năm là cũng đỉnh Bởi lắm vậy em luôn mới á. nói là em không phải là em nữa. Em là cái ngứa thì khác, tự nhiên trong hôn nhân em cam chịu rồi em nhẫn nhịn, không có phải em nữa. Rồi em cam chịu 5 năm như vậy, đến lúc mà mình không còn có thể nào chịu đựng được nữa thì lúc đó vấn đề giải quyết như thế Tại nào? vì á, thời gian như vậy cứ tiếp diễn tầm khoảng 2 năm trời là em sanh bé, 2 năm hơn á, thì đến lúc mà em chịu không nổi nữa thì em mới nói với ba mẹ trước. Nói với ba mẹ anh, em nói là con nghĩ là con sẽ không có tiếp tục cái mối hôn nhân này. Mẹ chồng lúc đấy mới nói em là ừ cái chuyện của con á thì con tự giải quyết. Mẹ chồng em nghĩ là cũng biết được phần nào đó rồi. Nói chung là cũng tâm lý lắm, nói chung là không có quan tâm vô cái chuyện hôn nhân của con. Em quyết định như sao á thì cũng do em quyết định, không có kiểu như là chen vô nói là bảo vệ con mình như thế này như thế kia. Đỉnh điểm nhất á là em mà đi tới ngày hôm sau mới về. Mà cái kiểu em bực mình ở đây là khi mà chị đi về á, nếu như là khi mà mình biết mình làm sai á chị hiểu không? Mình sẽ nhìn vào mặt nhau xong cái mình giải thích chẳng hạn. Không, không có cái gì gọi là giải thích luôn chị. Cái mặt tỉnh bơ vậy Đi á. riết quen rồi đó, Đi riết không quen hối đó chị. lỗi hay là có một Không có một là cái đang gì gọi là dối, hối đang lỗi. bệnh bệnh cho vấn đề luôn. Dạ đúng rồi. Mà được cái nữa là khi mà gia đình em qua, em gái em qua hay là gì em qua sẽ rất là kiểu như diễn đó chị. Đi ra ngoài đường cái xoa đầu em xong cái kiểu như tình cảm với em lắm á. Em bảo Ghê quá ha. ủa gì vậy? Thao túng quá Gì đó, xong cái kiểu lúc nào cũng kiểu như là tự nhiên quan tâm em xong cái này nọ kiểu vậy. Xong cái em mới nói là nếu mà không có ở được với nhau nữa thì thôi ly hôn đi, ly hôn khi mà con còn bé, tại vì em không có muốn là khi mà bé lớn lên một chút nữa bé sẽ hiểu chuyện hơn, bé sẽ buồn nữa, tại vì em cũng đã là cái người từng trải, ba mẹ em cũng ly hôn nên là em hiểu được cái sự mất mát đó như thế nào. Mà anh thì cứ giữ cái sự im lặng của mình thôi, không có cái trách nhiệm hay là không có cái gì biện gọi pháp để là giải đúng quyết. rồi, không có giải quyết cái chuyện này, em cứ chỉ giữ im lặng thôi. Lúc đó là bé hai tuổi mấy, em đã đề nghị ly hôn nhưng mà anh ấy vẫn Dạ không đúng có rồi. đáp lại, Thì không tìm cách giải quyết. tại vì em có nói nhiều lắm nhưng mà không có chịu. Xong cái em cũng cứ cam chịu dạy hoài đến lúc mà ảnh làm gì ảnh làm, em làm gì em làm. Giống kiểu em là ở chung nhà nhưng mà kiểu như là hai người. Giống hai người vòng ở trong Đúng trọ rồi, chung một căn đúng nhà rồi. thôi. Đúng rồi, chỉ là giống như thuê một cái căn nhà ở chung vậy á. Chứ chị nghĩ xem tự Nhưng mà có nhiên. chơi với con không, tương tác với con, đồ thương con không? Đó, lại cái chuyện này nữa. Kiểu như là đã làm chồng không tốt rồi á thì làm cha tốt đi. Không nha chị. Không luôn. Không nha. Nói chung là không có quan tâm tới con nhiều, bận việc nhiều hơn là quan tâm con. Em còn nhớ cái hồi anh đi làm về, cái con nó mới bô bô ra ngoài cửa nó kêu ba ba bé vậy á. Cái anh cứ cầm cái điện thoại cứ nói chuyện hoài luôn. Xong em mới bực mình quá em mới kêu là có thể bỏ cái điện thoại xuống được không? Ôm con trước xong rồi nói chuyện tiếp. Không okay. Cái quát quát em chị.
kêu là ủa không nhìn thấy đang bệnh hả? Xong em mới bực mình em nói lại con á, nó ra tới chân rồi, nó muốn ôm rồi á, bỏ cái điện thoại xuống ôm con một cái thì có làm sao đâu. Xong rồi nó chuyển tiếp, kiểu như là cái chuyện gì cũng có thể gây á chị. Cái quyết định không được thì khi mà bé 3 tuổi thì em quyết định là ly hôn đó, nhưng mà anh vẫn chưa có chịu nha. Thì có một hôm tại sao phải đợi người ta chịu để làm gì trời, thì mình muốn thì mình đơn phương ly hôn thôi chứ có gì đâu. Đơn phương ly hôn không có dễ chị, kiểu như bên sinh á, mình phải ở với nhau tầm khoảng 3 năm thì mới đệ đơn ly hôn được á chị. Chứ nếu như là hai vợ chồng đang trong một cuộc hôn nhân mà người chồng đi ngoại tình thì có luật gì cho cái việc đó không? Mình phải có chứng cứ. Nhưng mà ví dụ như là mình chứng cứ thì cũng phải chứng cứ, mà phải chứng cứ trên giường này này nọ thì nó mới có hiệu quả, chị hiểu không? Trời ơi. Tự nhiên có một ngày đẹp trời, anh ngồi anh nói chuyện với em, xong rồi anh cũng đề cập tới chuyện ly hôn. Các em ok luôn. Anh kêu ok, để thôi ly hôn. Tệ thì tệ tới mức cuối cùng luôn, là do ảnh sai. Xong rồi á, em cũng tin tưởng ảnh lắm. Hồi đó Covid mà chị. Cái ly hôn á, em không có đi gặp luật sư, không có được gặp ai, chỉ gặp trên cái máy tính á chị, trên Zoom online á. Thì á, lúc đấy em cũng không có nghĩ nhiều đâu. Ảnh kêu là không có cần phải gặp gì hết trơn, nó chỉ cần ký giấy thôi. Các hình như lừa em hay sao á chị. Xong cái lúc mà em nhận cái tờ đơn ly hôn của tòa án á, kêu là cái lý do là do em không tốt. Trời đất ơi. Em chụp hình lại, em mới kêu, em nhắn tin cho anh, em kêu ủa cái lý do này là sao, tại sao lại là em không tốt. Xong các anh kêu ờ nó chỉ là cái lý do thôi á, không có gì hết trơn á, biết là không sao có gì. Sao đổ qua cho vợ mình. Thì đó, đổ qua cho em, trong khi em đã không có muốn truy cứu cái việc này, bởi vì cái chuyện này là chuyện của em với ảnh. Em không có muốn là dây dấp vào tranh con này rồi tranh này kia tranh kia để mà tổn thương con nhiều, thì em với ảnh quyết định là sẽ cùng chăm con. Nhưng mà cái 5 năm ở đây là lúc đầu em cũng nghĩ là chỉ có ngoại tình tầm khoảng 2 năm hơn thôi, là khi em sanh bé xong có thể là em sẽ chăm bé nhiều hơn, cái rạn nứt tình cảm chẳng hạn. Nhưng mà không nha, cái em có một cái con cún của em nó bị mất. Con bé kia nó mới đăng hình con cún của em, tạm biệt con cún của em là 5 năm trời quen biết con cún của em. Là em mới biết là tụi là quen nhau 5 năm. Cho nên là mình là chủ luôn, mình không, mình đang chưa đau lòng tiếc thương mà người ngoài mà đã như vậy rồi. Dạ, là đăng hình lên như vậy. Thì em mới biết là họ đã quen nhau 5 năm trời chứ không phải là 2 năm hơn như em nghĩ. Wow, nhưng mà cá mèn một lứa hả? Ghê. Bởi em bé hiểu chuyện đúng rồi, phải có một niềm hy vọng chứ, một ánh sáng nơi cuối con đường chứ nè. Nhiều khi hiểu chuyện quá em lại không thích, em muốn con em nó thoải mái, nó sống đúng tuổi với cái vô tư, sống đúng tuổi với cái tuổi của mình hơn. Khi mà em ly hôn xong em chuyển ra ngoài á, bé hay hỏi em lắm, ủa tại sao mẹ không ở nhà con nữa, hay là tại sao lại mẹ lại ra đây ở chẳng hạn. Lâu lâu bé sẽ qua em rồi qua ba, thì em mới nói là không sao hết, tại vì mình có nhiều nhà mà, nhà ba, nhà mẹ, nhà ông bà ngoại đồ này nọ chứ. Vậy là bây giờ là chồng cũ là cũng cho bé qua lại bình thường. Dạ, cho bé qua lại bình thường. Hai người cũng hòa bình quá ha. Thì tụi em đã quyết định là sẽ chăm bé này kia đó, tại vì bé thì sẽ rất là gần với em, tại vì em chăm bé từ nhỏ tới giờ luôn. Thì bé nhiều khi bé đi chơi với ba nha, bé sẽ nói là mẹ ơi con thương mẹ nhiều lắm, chứ không phải con đi với ba là con hết thương mẹ nha. Trời ơi, dù là bé năm nay mới được gần 6 tuổi thôi mà lúc nào cũng nói chuyện rất là ngọt ngào như em luôn. Bé nói tiếng Việt hay tiếng Anh? Tiếng Việt không có nói được luôn, nói tiếng Anh với em. Nói tiếng Anh thôi hả? Hay khen em lắm, kiểu như là mẹ đẹp quá, you're so beautiful, kiểu vậy. Hay là mẹ dễ thương mà mẹ là đẹp nhất, kiểu vậy. Không hiểu học ở đâu á chị, cứ hay nói mấy cái câu này lắm. Khi em phát hiện ra ví dụ chồng em ngoại tình vụ 5 năm đó, nghĩa là lúc mà hai là chồng ly hôn lúc đó là 3 năm, là lúc em phát hiện ra là cái anh đó anh lấy cái người đó hả hay là sao? Là khi mà em quyết định ly hôn đúng không? Ly hôn xong cái giấy tờ đầy đủ tòa án chấp nhận ly hôn xong cái là anh đi đăng ký kết hôn với bé kia luôn. Là ly hôn với em xong cái đi kết hôn với cái nhỏ đó luôn. Này lúc đó gặp em sao? Lúc đó em bực lắm luôn. Em còn gây lộn với hai người đó. Tới công an tới luôn. Mà sao lúc đó là không có mang, không có dành được đưa, không có là cách nào là đưa con một mình nuôi thôi, phải chịu. Tại vì lúc đấy lạ lỡ hết rồi chị, giấy tờ này kia xong hết trơn rồi. Cái em cũng không có nghĩ là anh sẽ đưa con bé đó về đến sớm như vậy. Em cũng nói là đã ở với nhau bên ngoài rồi á thì sao không ở thêm một chút nữa đi cho con nó lớn, tự nhiên bây giờ đùng đùng một cái mang con nhỏ nó về luôn. Em gây lộn với nhỏ đó xong cái con nhỏ nó kiểu như là em đang nói chuyện với thằng chồng cũ đúng không, nhỏ nó cứ chen vô. Xong em mới bực quá, em mới nói một câu là không phải chuyện của bạn, tôi không có nói chuyện với bạn, bạn không có là gì hết trơn, tôi không có nói chuyện với bạn cho nên bạn đừng có nói gì với tôi hết trơn. Xong cái nhỏ nó mới chạy vô lấy cái tờ giấy đăng ký kết hôn đó chị, đưa cho em coi luôn. Tao kết hôn rồi nên tao có quyền nói. Trời ơi, em sốc ngang luôn đó chị. Xong cái thằng chồng cũ em nó còn nói chứ không có muốn nói với em, bởi vì sợ em bị tổn thương. Em bảo ủa tổn thương là tổn thương dữ chưa, tổn thương được chứ là đúng khi giờ. Mà làm tổn thương em như vậy chưa đủ hay sao mà bây giờ như vậy. Em bảo mày tốt quá tốt ghê vậy. Thì xong em có nói chuyện, em gọi điện với mẹ chồng em kêu là hai người đó lấy nhau rồi. Thứ nào không tốt mình bỏ đi. Mình gạt cái quá khứ
dư giá của hai người đó đi. Đúng rồi. Thì đó em bỏ rồi đó.